tiền của quán không đồng mình vẫn xài ở trong đợt tiền của đợt 4 nha quý vị. Tiền của Hằng Kali đưa 200, Linh Nguyễn, em nuôi của Huỳnh Thảo Dương Arizona, chị Thủy ở Sacramento, Đặng Thùy Vân ở Kentucky, Mia Nguyễn, Amy Nguyễn, con gái Hương, chị Hồng Hoàng ở San Jose, A Tẻm ở San Jose, em Vũ Mạc ở Maryland, tiền của Hương và Huỳnh. Tổng cộng là mình vẫn còn xài trong tiền đó và mình còn lại là 1.646 đồng. Còn đây là tiền của Thủy. Tuần này đi thăm Thủy, mua cho Thủy một gói thuốc lá Marlboro, rồi mua cho Thủy McDonald's Jack in the Box. Tiền của Thủy còn lại là 308 đồng. Rồi chỉ có vậy thôi, tất cả mọi cái khác không có gì thay đổi. Bây giờ Hương, hôm nay mình nấu phở bò. Hôm nay mình nấu phở bò mà Hương không có mua xương. Hương hầm toàn thịt gà không. Xong rồi Hương bỏ gia vị phở bò vô. Mà bình thường Hương muốn ăn phở bò, Hương cũng lấy cái lon súp gà ra, chứ nhà Hương không có mua súp bò. Xong Hương cho gia vị buông phở bò vô, cái là Hương nấu lên nó ăn luôn. Phở giả chín á. Hôm nay mình hầm thịt gà, Hương hầm rất nhiều, nguyên một con gà, rồi thêm 5 bịch gà nữa là nhiều lắm, là nước rất ngọt rồi. Hương hầm xong cái là mình trụng bò vô là nó thơm mùi bò rồi. Nè, coi nè. Xương thật ra mỗi khi Hương hầm xương để Hương nấu phở bò, Hương cũng đâu có hầm xương bò, hầm xương heo thôi à. Thì thay vì bây giờ hầm xương heo thì mình hầm xương gà, thì mình hầm thịt gà cũng vậy thôi. Một đám có mùi bò nữa là thôi luôn á. Hương mua 15 bao. Hương không biết nhiều hay ít nữa. Cái này là của nhà Hương thì có chút xíu vậy thôi. Còn ở cho đây quán không đồng là 15 bao. Bây giờ làm phở bò muốn cho nó tái cho ngon. Tại mọi khi Hương trụng nhiều quá, xong nó có cái chín cái chưa chín, cái cuối cùng Hương trụng lâu cái nó bị cứng. Cho nên Huỳnh nói trụng một tí ít ít một lần thôi cho nó vừa tái là đem ra. Ông Huỳnh lại thích ăn thịt sống, nhưng mà Hương sẽ trụng cho nó tái. Thì bây giờ Hương phải ngồi Hương bóc ra. Chứ nếu mọi khi Hương cũng bóc, nhưng mà Hương làm nhiều quá. Bây giờ bóc ra. Bây giờ ngồi bóc thịt bò. Xong rồi trụng. Huỳnh cứ nói là đem cái bếp theo tới nơi trụng thì mới ngon, nhưng mà Hương nghĩ là không được. Tại vì mình làm như vậy, bị bắt gặp một lần thôi là nó cấm mình, mai mốt không cho mình tới nữa. Ở đó ai đốt lửa họ cũng đâu cho. Bây giờ đốt lửa là gọi cảnh sát. Mặc dù họ đốt lửa nấu cơm gì đó cũng không cho. Mình tới mình làm chi. Phạm cái luật của nó, rồi nó công nó nhòm ngó, nó không cho mình tới nữa. Cho nên là bây giờ Hương nói thôi, mình cũng vẫn trụng ở nhà. Dạ. Rồi, nấu spaghetti. Giữ nha, bên em mới vung cái khăn này giữ cho. Ok. Công nhận cái bếp này lửa mạnh ghê á. Nấu ngon lắm. Lửa nhỏ lại không được nhỏ lửa hơi nhỏ lại giùm chị chút xíu đi.
nay nấu 40 tô spaghetti với lại 70 tô phở. Kê bé Sơn cũng phụ Hương nấu. Hương xin chào cô chú, anh chị em. Hôm nay chủ nhật lại đi bán bún. Hôm nay bán món phở bò. Ngon. Nhưng mà hôm nay Hương làm sao nước hơi bị rụt. Biết rồi, bây giờ biết rồi. Có ai mà, có quý vị khán giả nào mà biết cái cách mà chữa cái nước đục mình nấu phở nó bị đục, làm ơn nhắn tin chỉ cho Hương nha. Nhưng mà Hương nghĩ ra rồi, mình cho một ít nước lạnh vô, xong mình đun cho nó sôi lại từ đầu, nó sẽ nối cái bọt đó lên trên để mình vớt ra. Mới đầu nó không chịu nổi, nó cứ lặng cặn ở dưới thì mình khó vớt ra. Rồi, xong rồi. Hôm nay bán phở, hôm nay Hương nấu tới 110 phần. Nấu 40 phần spaghetti, 70 phần phở. Tại vì người Mỹ với Mỹ họ biết ăn phở, cho nên Hương nấu 70 phần, đáng lẽ nấu 30 phần spaghetti thôi. Nhưng mà lại sợ có người đòi spaghetti không có, nên lại thành nấu 40 phần spaghetti. Cái cuối cùng nó ra thành 110 phần. Ngày nào cũng nấu tưởng là sẽ xong sớm, mà ngày nào cũng y như rằng cô giờ cuối là cập rập rồi chạy. Em bỏ cái muỗng múc nước phở vô rồi phải không? Không biết, không thấy muỗng gì hết á. Chết cha, để chị gọi anh Sơn coi. Quên cái muỗng chan nước phở, không thể nào thiếu được, cho nên phải quành về lấy. Này là hội của anh Sơn chứ không phải Hương. Chị, em nhắc chị rồi, cái đó là vấn đề của chị. Chứ em mừng vợ là bà biết. Trời ơi, đã trễ rồi còn quên cái muỗng chan phở, thế là chạy về nhà lấy. Chạy rồi lật đà lật đật như con vịt, mệt quá. Ơi, mai mốt không có dùng cái muỗng đó nữa, bỏ vô trước trong xe cho nó yên tâm. Rồi dùng cái muỗng khác múc. Đúng rồi. Chị sao giờ chị lấy muỗng đó chị múc thôi. Tại cái muỗng đó là chị dùng chị đông, cho nên chị biết nó là bao nhiêu, chị dùng cái đó chị đông. Không có cần đông, cái đổ ra hai thùng. Đổ hai thùng là được rồi. Hết bữa phải đi mua thùng khác rồi, thùng đó đắp nó sập sệ sập sệ. Ai hưởng gì? Nó nắp nó sập sệ sập sệ, đừng gắp bằng lề vô. Một khi cái đồng phải bằng lề vô nó không kín nữa. Em không gắp bằng lề, em mở ra cái nó văng cái nắp ra rồi sao? Thì mình mua loại mà cái nó không có cái nào. Chứ bằng lề vô là nó bung ra. Cái loại thùng này cũng thuộc loại rẻ tiền. Mua loại mất tiền, mình xài lâu dài mà chị. Mua loại cơm bát sò, loại mà lấy cái mình cũng có sạch loại này kia, cái loại nó chắc. Thật ra mình chỉ cần một cái thùng nóng mà kín cho đàng hoàng để mình đựng nước phở thôi. Còn cái thùng mà đựng spaghetti nguội, spaghetti không sao, nguội ăn còn ngon hơn nữa. Còn nổi cái chi nó đặc đặc lại ăn ngon lắm. Cho nên chắc phải kiếm mua cái thùng mới đựng nước phở cho nó nóng thì nóng. Chị kiếm thùng để cầm mát sầu á, cho con xuất hình quốc cái này kia, mấy thùng đó. Cái thôi, hoặc là hai cái nhỏ, chứ cái lớn khi nặng, hai cái nhỏ. Cái thùng này đầu tiên là cái nắp nó vừa, xong lúc mình bỏ nước sôi vô cái nắp nó bị teo lại sao, tự nhiên thấy cái nắp nó hở hở ra. Không có loại dột, sai cái vậy chị ơi. Thôi để mua cái mới. Mình coi như là cái thùng nào cũng ok, thùng nước cũng ok, thùng spaghetti cũng ok. Chỉ có cái thùng đựng nước sốt Việt Nam thì phải kiếm kiếm một tí, cái này nó hở, nó mũi trơn. Tại hôm nay mình có hai cái bàn. Hai bàn để nó tóc lên đó. Để bàn đây đi. Hồi nãy có hai bàn rồi hả?
Ủa, kéo đi đâu vậy em? Ủa, sao kéo đi đâu vậy em? À, lấy thêm một thùng nữa hả? À. Mười hai giờ đang bày hàng bán. Ủa bên Úc có hai cái bàn kìa chứ, Úc có hai bàn hay một bàn? Mới có hai cái. Bữa nay hả? Kéo cái bàn này lên. Kéo cái bàn này lên chị. Không muốn quay phim hả? Không quay em. Không, không quay em. Không quay em về phụ chưa? Rồi giữa bàn lên. Quay phim vui mà em, xong chịu quay. Úc ơi, Úc để về người ta đứng la ra đây mà. Bên ngồi bên đó hả? Nó em muốn để hai cái hai bàn kiểu để vậy đó. Ừ. Ở đó không để ngay đây nè. Ở đó không để vậy nè. Rồi đó. Rồi để ai ghép ba người ta rồi đó. Để thêm cái đàn bên đây nữa. Happy ơi. Còn nếu không muốn để thì cũng được. Ở đây cũng được. Giống vậy được rồi. Để như vậy được rồi. Hai cái bàn nối. Để đàn hai bàn nối như đây nè con. Đó. Đúng. Nhìn xe rồi cao thêm hay sao đó, rồi để cái bàn nối vô đây luôn. Đây là người ta ra đây người ta ăn được. Dạ. Nè, cái khác à. Cái xe của nó đậu đây nè. Xe ở đây hả? Xe đậu đây hả? Trong cái trước có lái xe đó mày. Ủa, cảnh sát mà nó không đi xe cảnh sát em hả? Cảnh sát mới đi xe thường hả? Có tiêu mà. Có một tiêu á. Vậy đó có tiêu rồi thì kéo này lại đây chút xíu hả con? Kéo lại đây chút xíu. Có tiêu mà. Đâu, để đây. Anh cái gì nó? Từ từ để đi đâu kéo đi. Đưa đây. Tới rồi, tới rồi. Chạy xe đi đâu? Đậu đây chỗ khác đi em, chứ đâu đậu đây được. Có xe không đi là xe đi kìa. Đậu ở đây nốt ơi. Đi qua đây, dọn qua đây. Hai bàn luôn mà em. Ờ muốn dọn qua đây hả? Ờ giúp cho nó dọn qua đi. Em hình đợi cho nó ghép bài. Người ta giúp giúp cho mình dọn. Là nhận ghép. Qua đây. Hai cái bàn. Úc cắt ở đây đi. Cắt đây được không? Úc cắt cái đó được không? Ừ, cắt đây được. Dạ. 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 Dạ
Ai ăn phở hay ăn spaghetti? Cho cô Mai ăn phở nè. Mở hàng. Ôi thằng mẹ kia mở hàng. Mẹ kia một tô spaghetti. Have a seat over there. Thank you. Nó ngồi vô qua bệnh ngồi đi. Chili, onions, onions. Tôi nhìn hấp dẫn không? Phải chừng thiếu hành nghe 70 tô rồi. Ba cái là ha, rồi chắc đủ. Ba cái hấp dẫn này cho chút xíu thôi. Ok, cảm ơn. Cảm ơn không cô? Không cô. Cảm ơn cô. Rồi. Ngon không cô nha? Lấy đi em hãy. Chưa mở nữa. Đây em. Răng răng cái phong. Cái tiêu của bên này chứ. Nghe răng ai? Tiêu này ăn thơm. Cái ăn phở đúng đúng. Thêm nữa đi, thêm mấy đứa chứ. Nó muốn ăn đôi đồ. Okay, nhiều đứa Mỹ nó không thích ăn spaghetti, nó thấy phở là nó thích phở. Cả nước đi. Ai bán nước? Ủa vậy bố bán nước đi. Kia đứng quay em được rồi chị. Rồi, đừng quay, đừng đứng nói nha. Qua tút bên kia ngồi đi, nếu không. Vậy là em không muốn quay là em không được ngồi á nha. Người ta ăn hai tô là người sau bị thí. Hôm nay chị làm nhiều phở lắm, 300 gram. Không được rồi, 300 tô hả? 300 gram. Để cho em khỏi đòi hai tô. Thôi đứng thôi, ngồi quay mặt ra ngoài đi. Ngồi quay bên đó đi. Ngồi em đây, khỏi thấy mặt. Phở thơm quá. Ôi Hòa lấy ấy chưa? À. Lấy tương ớt, tương đen, tương đỏ chưa? À, có đầy đủ rồi. Ăn cá tóc hay là ăn trước? Ăn đi Hải. Cá tóc trước, ngồi đây. Rồi, có người lại cá tóc rồi nè. Này Hương, cá tóc ở bên đây. Cũng có nhiều người hỏi thăm cá tóc lắm. Anh có gọi mấy người kia không Phương? Có. Ok. Kim, vào. Ai chị Kim hả? Bữa nay nó có làm baseball hay gì ngoài kia phải anh Phương? Đúng rồi, có mấy đứa nhỏ chơi đó. Mấy nhỏ baseball. Trên đây chơi đó. Nên đánh banh ngoài kia thành ra đông quá trời. Ok, trời, chị Kim đi xa. Chị Kim đi xa. Rồi, đó, rồi. Đó, rồi. Rồi. 14 giờ đến giờ đó. Trời ơi. 12 giờ mới mở. 12 giờ mới mở. Sao thấy hả? Lâu quá không gặp chị Kim nha. Dạ, khỏe. Bữa giờ chị không gặp chị. Vậy em vô có cái mở luôn rồi. Ồ vậy đó. À, vô okay. Đó thì có nhà. Dạ, dạ đúng rồi. Ok. Yên hơn vô đó thì làm có nhà, biết không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi hồi nào muốn ra đi chơi thì ra chơi thôi. Dạ. Em ăn chưa? Ăn chưa bây giờ ăn sáng hả? Ăn đi nhà. Ăn đi nhà, mẹ cho má luôn nhà nè. Cháu làm cái buồn vậy. Cái
Trời ơi, một mấy chó nhỏ nữa kìa. Hả? Bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nàng Nguyên bao nhiêu tuổi rồi? Nàng mới mấy tháng hả? Gần 4 tuần rồi. Cảm ơn. 4 tuần hả? 1 tháng hả? Trời ơi. Chó dễ thương kìa. Mua đất nữa hả? Nó làm nó lai. Ồ vậy đó. Ở đâu mà anh có? Nó xanh hả? Xong rồi ta cho hả? Cái gì vậy? Phở ha. Phở bò chị. Biết bữa đây thấy bữa đấy thì đẩy đó. Nghe ăn phở ha. Nghe mùi phở ha. Để em đi nấu nha. Em đi nấu nha. Ghé đi. Trời ơi, chó mới 1 tháng nè. Dạ. Chó mới 1 tháng nè, để quay phim cho chó xem. Trời ơi, rồi. Rồi, ra ngoài ăn đi Nguyên. Hôm nay trời nóng sao mặt còn dài vậy? Sáng nay gió. Gió. Nóng sao mới bự quần nắng. Gió gì vậy? Bắt mặt còn dài. Sáng nào cũng trời em. Để ba em. Ở nhà. Hôm nay trời có gió. Và có thuốc công an thì không biết mà. Rồi làm cho anh Quang tô phở ha, anh Quang. Anh Quang, con phở ha. Phở ha. Ăn trước dạ, ăn chị. Làm cho anh Quang tô phở đi. Phở bò, phở bò. Bây giờ người ta biết mình 12 giờ mỗi chủ nhật mình bán ở đây rồi, mình ra 12 giờ người ta ra cũng đông nha. Hôm nay 50 tô ba chi với lại 70 tô phở. 12 giờ mình ra chúng ta bán mấy giờ hết? Em ăn gì? Em ăn phở bò. Em ăn thịt bò được không? Dạ được. Ủa vậy sao Út nói ai không ăn thịt bò? Hôm nay em đó. Lâm này ha. Nhắm như cái tủ nữa.
Ờ, ăn lông này thì ăn thịt bò, ăn lông này thì không ăn thịt bò. Đường cắt tóc bên đây. Tóc em mau rau ha, thấy tuần nào em cũng cắt hết trơn mà thấy nó ra mau hả? Hai tuần rồi em đâu có cắt. Ừ, hai tuần đó đây. Ờ ờ. Cũng mỏng mau ra chứ. Cái tóc thủy lâu ra lốt hả? Không thủy cắt gì đâu mà ấy mà nó vẫn chưa có ra dài. Nhờ chị Hương cắt tóc em mà giờ em có bạn gái rồi á Hương. Đẹp không? Nhiều người khen rồi đó. Trời nắng cắt tóc sạch sẽ, mát mẻ. Còn ghế kìa em kìa. Còn ghế không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái gà đi cũng ngon trời. Nhiều sót cho nó nhiều sót chút xíu thôi. Em đã ăn đâu ăn mấy. Như nước mấy mấy. Anh Quang muốn gì? Thiếu là tương cái chấm đều từ bột. Đây 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 tương tương mà tương. Đây nhưng mà chấm á. Có. Đây đây đó đây nè dịch chút rồi. Đây bỏ đây nè. Cái của đấy thì để lại. Cho to lên cho to lên. Rồi. Cho anh đậu to đi. Thôi được rồi, được rồi. Kiếm gì đây là cái này nhá. Sao? Thả lên luôn. Đấy, cái con rác rồi đây. Ủa, con rác không chụp đâu rồi. Ủa, này, yếu cái tóc kìa. Mùi lá số mới được. Em ơi, em cột cho em lại ngoài kia đi em, lỡ nó cắn nữa chứ. Đâu cắn chị? Lỡ nó cắn thì sao? Ở chỗ đây nó quen hết mà. Cột ra ngoài kia. Nó không có cắn. Cho nó hiện ra đây. Cô hả? Nó còn nít mà. Có 4 tháng thì chị. Ồ, chó nó 4 tháng rồi hả? Ừ, nó không cắn. 4 tháng rồi, nhìn còn baby rồi. Chó này lớn ha. Cái loại chó nó vậy đi. Tại vì mấy người này đem đồ ăn về nó hoài, nó biết chưa mà nó không có cắt. Thôi đừng ớt, không, không chị, em cho nó ăn. Cảm ơn chị. Spaghetti. Rồi. Đợt trước không? Ủa, có mai đâu rồi. Tính tiền có mai ra cắt tóc kìa. Cô này.